Hello, xin chào các bạn đã đến với chuỗi video học sáo AKIV Solo. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái tư thế cầm và thổi kêu những nốt cơ bản trên sáo AKIV Solo này nhé. Thì về cái tư thế cầm thì ở đằng trước này các bạn để ý là sẽ có rất là nhiều nốt khác nhau, nhưng mà mình quan tâm đến 6 cái nốt hình tròn. Mình bấm giống như cây tiêu ấy. Thì tay trái mình bấm ba cái lỗ hình tròn ở bên trên, phía bên dưới thì ở tay phải mình bấm ba ngón ở bên dưới, và đặc biệt là ngón út mình sẽ đặt ở cái vị trí cái thanh dài nhất ở dưới cùng này nhá. Thì nếu mà tay bạn nào ngắn thì các bạn có thể điều chỉnh cái này lên cao hoặc xuống thấp tùy theo độ với tay của các bạn. Còn ở đằng sau thì ngón tay cái phía dưới thì mình đặt vào cái vị trí của cái thanh thép ở đây, và ngón tay cái phía bên trên thì mình đặt vào cái con lăn chuyển tông ở phía trên các bạn nhé. Thì mình sẽ làm riêng một cái video về cái con lăn chuyển tông này, vì đây cũng là một trong những cái phần mình đánh giá là khó nhất khi mà mình chơi sáo AKIV Solo này. Rồi, thì đây là cái tư thế cầm chuẩn các bạn nhé. Thì các nốt cơ bản của cây sáo này đấy là mình bị tận cả 6 cái lỗ tròn và một cái thanh ở bên dưới này, thì sẽ là nốt đồ, nhấc lên là rê, mi, fa, son, la, si và đô. Đúng không ạ? Rồi, tiếp theo nữa là cái cách để mình ngậm thổi cây sáo này. Ngay từ đầu mình có tham khảo nhiều cái video của các thầy hướng dẫn ở bên người Nhật ấy. Mình sẽ cắn 1/3 ở cái miếng cao su ở đây. Và mình sẽ thổi. Thì mới đầu tiên mình tập rất là không quen. Mình đã chuyển qua cái cách là mình chỉ có ngậm và mình thổi bình thường thôi. Thì thực sự là nó dễ tập hơn rất là nhiều, nhưng mà mình phát hiện ra một điều là cái lỗi này là lỗi sai khá là nghiêm trọng. Bởi vì là ở trong cái miếng cao su này các bạn ạ, nó có một cái bộ cảm biến đo được cái lực để mình cắn ấy. Ví dụ đây, nếu mà mình ngậm thổi bình thường như này thôi thì nó không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà trong quá trình mình vào bài hát ấy, mình muốn rung thì mình rung bằng hơi thì nó sẽ không được sâu. Cho nên là mình nên cắn vào đây để sử dụng cái răng của mình cắn vào, thì nó sẽ tạo ra một những cái tần số âm thanh rung rất là sâu. Ngay đầu tiên có thể mình sẽ không quen và nước bọt mình ra khá là nhiều, nhưng các bạn hãy cố gắng tập để có thể làm quen với cái cách cắn này nhé. Này nhé, cắn 1/3 vào thôi. Đấy, ví dụ như vừa rồi mình có rung đúng không? Mình rung đấy là mình dùng răng mình cắn mình rung, chứ còn dùng hơi thì rung không được sâu như vậy. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì video mình làm đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.